cho cái pin đó sợ cây thương đếp bên xa và này bên xa cậu bên chi nghe hết thèn vô lườn là hết thèn vô lọ phải này lườn chị đây là chủ nhà chị Hương bán cây cảnh rất là nhiều cây cảnh đẹp nhá. Khi nào đi ở đường gì à chị nhà bán cây cảnh ở đường nào đường Ninh Lé đây nha bà chủ nha, đây phát tướng phát tài đây này chị Hương, đây là còn lại đây này các bạn, toàn là trồng rau nhiều đây này. Quảng cáo đây, đây bà chủ phốt phát có nhiều lộc. Đây một bà chủ đây lão bản ở Trung Quốc ngắm màn này đang kiên khẩu thi. Ở đây còn đây vườn này có cái quả hồng đây này, hồng xiêm ở trong miền Nam gọi là sapuche. Cái hồng xiêm mì lai với cái vườn rau, rau cải ngồng đây là đẹp lắm, rộng rãi luôn, mắc cây chiếu quả hồng xiêm sapuche đây. Kính tao đang làm thêm nghỉ ngơi một tí.